Vâng, Tiêu Đô kính chào quý vị, anh chị em yêu âm thanh âm nhạc trên toàn quốc đã trở lại với kênh của Tiêu Đô để tiếp tục thực hiện những clip giới thiệu những sản phẩm về với trung tâm. Thì clip ngày hôm nay, quý vị và các bạn chúng ta đang xem một quả súp đơn bát 50 dòng được tích hợp công suất liền. Đây chính là những model Marlboro 418. Marlboro 418 được thiết kế cấu trúc cho chúng ta một bát 50 từ 220 côn 100. Model của bát là 2241 GBL, đánh ở chế độ là 4 ô. Về hình thức độ đẹp cũng như về model 418S thì được thiết kế cho chúng ta một dòng thùng sơn cát hơi đuổi sâu về phía sau. Mặt trước được thiết kế không quá to, nhìn rất là nhỏ gọn để phù hợp cho nếu quý vị anh chị chúng ta có những căn phòng hơi bị nhỏ về diện tích, muốn tiết kiệm không gian để không bị chiếm nhiều diện tích, thì những model dòng súp bát 50 của Marlboro 418 được thiết kế cực kỳ nhỏ gọn về thân hình phía trước, hơi đuổi sâu về phía sau. Và ở phía trước thì chúng ta nhìn thấy đây, theo đô quay chúng ta có thể xem cũng như để đánh giá và nhận định về độ đẹp với chất bãi những cái quả súp đơn bát 50 như thế này, được tích hợp cho chúng ta một bộ công suất liền ở phía sau của nhãn hiệu Crown. Nguồn điện của quả súp này là nguồn điện Mỹ, chạy là nguồn điện từ 100 đến 120V. Vì vậy nên những quý vị anh chị nào chúng ta sở hữu những cái quả súp như này thì chúng ta cần phải có nguồn điện đối nguồn từ 220 xuống 120. Về độ đẹp ở mặt trước như này, chắc chắn là quý vị và các bạn chúng ta xem thì cũng sẽ đánh giá những cái quả súp này với chất bãi thì lại cũng là được đánh giá nằm trong những tốt cực kỳ đẹp. Ở những chiếc màng bát, tuy nhiên là tỷ đô quay qua một tấm lưới nhưng chúng ta xem cũng vẫn cảm nhận được cái độ đẹp và độ sạch, độ sáng của những chiếc màng và những chiếc rốn như này. Ở ngoài cái model 418S được tích hợp công suất liền thì bên trung tâm cũng có những quả súp hơi là Marlboro 418S. 418S là dòng được thiết kế dòng súp hơi cũng chạy chung một cái củ bát mã giống nhau. Thùng của dòng súp hơi thì nó nhìn nó nông hơn, tức là cái chiều từ phía trước đến phía sau nó nông hơn của 418S được tích hợp công suất một tí thôi. Còn về mặt trước thì tương tự như nhau, và cũng là dòng thùng sơn cát cũng được thiết kế cho chúng ta những chiếc tay nắm ở bên hông. Thì những dòng này chúng ta thấy rằng những thùng dòng đời thùng được thiết kế dòng sơn cát thì luôn luôn được đánh giá là nó sạch sẽ để chúng ta chơi ở trong gia đình, mỗi khi bụi bặn chúng ta có thể lau dọn tốt hơn và dễ dàng hơn. Ở đây là phía bên hông thì cũng được thiết kế những chiếc quai sách cho chúng ta. Đây là những cái vết bụi bẩn, chúng ta nhìn những cái vật trắng trắng ấy là vết bụi bẩn mà tiểu đồ chưa kịp lau, mới gọi là lau sơ thôi. Ở phía sau thì chúng ta thấy đây được thiết kế một cái bộ công suất ở phía sau cực kỳ to, và cái bộ công suất này nó cực kỳ nặng. Nguyên cái bộ công suất này nó cũng nặng khoảng tầm 15 cân quý vị nhé, tức là tiểu đồ không cân nhưng mà bê nặng, cảm giác nó nặng khoảng tầm từ 15 cân hoặc đến 17 cân trở lại. Nguồn điện của dòng sản phẩm này thì nó là nguồn điện là 100 đến 120V. Những quý vị nào chúng ta sở hữu những cái quả này thì lưu ý là cái nguồn điện là 100 đến 120V. Và được tích hợp cho chúng ta bộ công suất của hãng JBL và nhãn hiệu của Crown. Tức là bộ công suất này nó bằng của Crown. Công suất này thì nó là công suất đời truyền thống, thì nó được thiết kế cho chúng ta một cái cục nguồn ở trong cực kỳ to. Chúng ta nhìn thấy không? Qua cái kẽ này nhìn thấy cái nguồn màu vàng. Đấy. Nhìn thấy nguồn màu vàng. Ở đây thì công tắc mở nguồn điện rồi. Ở đây thiết kế cho chúng ta hai cái rắc lấy tín hiệu đầu vào. Trên này thì mở lớn mở nhỏ, công suất lớn nhỏ. Cái này nó có nút đánh sâu đánh đông, đánh gần đánh xa. Vâng, ngoài nhu cầu mua sắm, những quý vị nào quan tâm những cái dòng tích hợp công suất liền 418S, hoặc là những quý vị nào mà thích những cái quả súp hơi
Súp hơi thì chúng ta cần phải có một cái cục đẩy để đánh nó ra. Thì Eldo có bên kia là 418S cũng chạy chung với củ bát mã như nhau. Thùng mặt trước giống nhau nhưng mà thùng của đời súp điện thì nó hơi đuổi sâu về phía sau tí. Còn thùng của súp hơi thì cái chiều từ phía trước đến phía sau nó cạn hơn. Đấy. Vì vậy nên hiện tại bên trung tâm đang có mã GRX 118SP là dòng súp điện cũng là bát 50. Và M Pro 418 cũng là dòng súp điện bát 50. Và PRX 618S cũng là dòng súp điện bát 50. Tức là hiện tại ở đây thì Eldo đang có 3 mã súp điện đều là bát 50 và 2 mã súp hơi thì có một mã là 418S và 518S. Ngoài những cái quạt súp mà video thì Eldo giới thiệu thì chúng ta nhìn sơ bộ thì bên trung tâm có những các cái cặp loa dòng phun đôi phun đơn hoặc là những cái dòng có công suất mạnh hoặc những dòng loa 3 đường tiếng. Ví dụ như những cặp 4738A hoặc là những cái cặp AM6315 hoặc là những cái cặp SP215-9 hoặc là những cặp 925 vân vân mà Pro 415 và 905 thì bên trung tâm cũng có rất là nhiều cái mã khác nhau 4733A 725 738. Những quý vị anh chị nào chúng ta quan tâm những cái sản phẩm nào mã nào chúng ta hãy liếc qua trên video để chúng ta có thể lựa chọn và liên hệ bên trung tâm. Và những quý vị nào quan tâm với sản phẩm nào thì cứ kết nối Zalo thì Eldo có thể cung cấp thêm cái hình ảnh để chúng ta có thể xem để cân nhắc cái độ đẹp và những cái sản phẩm trước khi chúng ta quyết định sở hữu những cái sản phẩm mà bên trung tâm của Eldo đang có. Ở bên đây chúng ta nhìn thấy rằng có những con đẩy crown từ mã 1002 lên đến những con 5002 bên trung tâm đều có. 1002, 2400, 2401. 5000VZ, 5002VZ, những mã QSC 4.0 công suất cực khủng đánh tiếng bát cực mềm và chơi lại lành. Tiếng bát đánh cực dẻo. Hoặc những mã nhỏ hơn thì có MX 1500. Hiện tại MX 1500 thì Eldo còn 1500 trơn và 1500A. Và một bác ở Thái Bình thì mới về ủng hộ mấy cục một cục là 1500A nên thì Eldo còn một cục 1500A và 1500 trơn. Crown CS là 800 hoặc đây là những bàn Mixer Mackie 1604 VLZ Pro. Quý vị anh chị chúng ta quan tâm những sản phẩm nào thì cứ liên hệ bên trung tâm của Tiểu Điêu nhé. Và bây giờ thì Tiểu Điêu xin được dừng clip tại đây. Xin hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn những clip tiếp theo. Những quý vị nào chưa nhấn nút đăng ký kênh xin hãy nhấn nút đăng ký kênh. Hoặc những quý vị nào có nhu cầu sở hữu thì xin hãy kết nối theo số điện thoại 0975 600005 để được tư vấn thêm và chi tiết hơn. Và bây giờ thì Eldo xin được dừng clip tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những clip tiếp theo.